bạn là người có thói quen phơi đồ qua đêm thì hãy bỏ ngay đi, nếu không muốn gặp phải xui xẻo hay thậm chí là tai họa chết người. Tụi mình sẽ giải mã chi tiết cái chuyện kỳ lạ này ngay sau đây. Với cái thời đại một ngày đi làm 8 tiếng như bây giờ thì nhân viên văn phòng như tụi mình chỉ còn cách giặt đồ ban đêm thôi. Ai mà có máy giặt, máy sấy còn đỡ, chứ không thì phải phơi ngoài hành lang, ngoài ban công, ngoài sân thượng cả ngày lẫn đêm. Cứ để như vậy tới chừng nào khô thì mới đem vô. Cơ mà các bạn có biết là cái việc phơi đồ qua đêm ngoài trời như thế cực kỳ nguy hiểm không? Nghe tụi tôi nói nè, đêm xuống chính là lúc âm khí nặng nề nhất, mà quỷ có ở khắp mọi nơi. Chúng sẽ đi lang thang, và nếu như vô tình bắt gặp những cái quần, cái áo đang bay phấp phới trong gió, thì bạn nghĩ đi, tụi nó sẽ làm gì? Dĩ nhiên là nhào vào đó, ướm thử rồi. Nói thì nghe hơi vô lý, nhưng đây lại là sự thật. Có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một là con mãi mặc thử, xoay qua xoay lại vài vòng, khi nào chán nó sẽ cởi ra. Còn thứ hai là nó thấy thích thì sẽ mặc luôn. Và tất nhiên, cả hai trường hợp trên đều sẽ để lại âm khí, tà khí trong quần áo của bạn. Khi mặc vào người sẽ rất dễ gây bệnh. Bệnh thì không đánh ngay và luôn đâu, nó sẽ tích tụ lại từng chút một, và cuối cùng thì hậu quả khôn lường. Chưa kể việc mang quá nhiều âm khí trong người sẽ ngăn cản tài lộc, may mắn đến với bạn, mà thậm chí còn đem đến toàn chuyện xui rủi cho bạn đấy. Ví dụ như là tai nạn xe cộ hay là mất cắp, vân vân và may may. Trường hợp xấu nhất là nếu như con ma ấy mặc luôn quần áo của bạn, thì tức là nó sẽ theo bạn về nhà, sống cùng với bạn, dần dần hút cạn hết dương khí. Và người mà nó làm hại không chỉ có bản thân bạn đâu, mà là cả những người thân trong gia đình đấy. Bởi vậy cho nên, nếu như mà bắt buộc phải giặt đồ ban đêm, thì chịu khó để ở chỗ nào có mái che. À mà thôi, để cho an toàn thì 5 giờ sáng về giặt đồ, rồi đem đi phơi luôn đi. Còn không thì đem ra tiệm giặt sấy, hơi tốn kém nhưng mà an toàn mấy phen ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ video thú vị nào nhé.